thuốc to củ lạc và chắc hạt lạc. Hai loại này sẽ sử dụng kết hợp cùng với nhau và cách sử dụng như thế nào thì em mời cô chú anh chị em cùng xem video của em nhé. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Đây em đang có cái đơn hàng của chị Hạnh ở Vĩnh Phúc mang về để sử dụng cho cây lạc, cây đậu phộng nhé. Cái cặp đôi chai này thì nó sẽ giúp cho cây củ lạc là to hạt, to củ, to hạt, chắc hạt, nặng ký. Một cặp đôi như này thì các anh chị sẽ pha được khoảng từ là 20 cho đến 25 bình đeo lưng, loại bình 20 lít nhé. Và cái này thì các anh chị sẽ sử dụng vào cái thời điểm mà sau khi mình trồng lạc, lạc nó được khoảng tầm 30 đến 45 ngày tuổi trở lên. Thì lúc đó các anh chị sẽ sử dụng với liều lượng là khoảng tầm 15 đến 20ml cái chai kali bò sữa này kết hợp cùng với khoảng tầm 25ml cái chai to củ này nhé. Các anh chị kết hợp cùng với nhau để phun để cho nó giúp là dưỡng lớn củ, lớn củ lạc này, to củ và cái củ dài củ này nhé. Và nó giúp cung cấp những cái dinh dưỡng cần thiết để giúp cho dưỡng cái củ lạc to lên nhé. Và mình xịt định kỳ khoảng tầm 10 đến 15 ngày một lần, đến khi mà cái cây lạc của mình nó được khoảng tầm 60 đến 80 ngày tuổi thì bắt đầu lúc đấy các anh chị sẽ tăng liều hai loại này lên. Thì mình sẽ sử dụng cái chai này khoảng tầm 25ml, chai này khoảng tầm 30ml cho một bình 20 lít nước. Các anh chị pha chung với nhau để phun để cho nó giúp là dưỡng củ và to hạt lên, dưỡng to củ, to hạt, chắc hạt, nặng ký. Và các anh chị cũng xịt là định kỳ khoảng tầm 10 đến 15 ngày một lần. Như vậy thì nó sẽ giúp cho cái củ lạc của anh chị là cái hạt bên trong nó sẽ đầy hơn nhé. Nó đầy hạt hơn nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng cái cặp đôi mà to củ chắc hạt lạc này thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai số điện thoại ở trên màn hình. Cái dòng số bên trên của em là có Zalo nhé. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới về nhiều loại cây trồng khác nữa nhé.